Kính chào anh em bán máy công trình trên mọi miền Tổ quốc và xin kính chào toàn thể bà con thân yêu. Có một chiếc máy xúc 2017 hoạt động trên 4.000 giờ thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 1 tỷ 350 triệu là có thể sở hữu em nó ngay. Cánh cửa mở như xe con, keo chỉ zin, cảm giác êm ái, thoải mái khi vận hành, 10 điểm. Hữu khối động cơ 6D107E-2, khỏe, công suất cao và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống điều áp ngăn kéo như mới, hệ thống điện điều khiển đẹp như chưa từng được sướng. Đẹp, xích không nói ra, chứng tỏ bạc rất tròn. Và đây, bơm to, khỏe, mạnh mẽ, hiệu quả cao. Đây, thưa tất cả, gầm xích đẹp, lá xích thẳng, cụm Meyer nguyên bản theo xe. Hay nữa, không kém phần quan trọng và nó là thế mạnh của nhà Komatsu, hệ thống sassi dày, mâm chắc khỏe, cầu nguyên bản theo máy, cực kỳ đẹp, phù hợp anh em làm mỏ đá liền. Màu sơn nguyên bản theo xe. Chiếc máy này rất phù hợp cho những anh em nào yêu cái đẹp và có thể hoạt động ở cường độ cao. Để biết thêm thông tin chi tiết, mình sẽ tư vấn miễn phí tất cả bà con anh em gần xa. Xin chúc tất cả mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé. Xin chào tất cả mọi người.